Thôi, quá là mừng luôn. Quay lại chạy nghỉ ra, nghỉ ra. Sợ gì? Thôi, nó đâu chạy đâu. Chạy ra cho em giật. Nó bự lắm nha các bạn. Phải, nó không có chạy, chị nghỉ ra cho em giật. Tới không? Thôi. Ra chú đi. Hả? Ra tới chú. Thôi. Cua ơi! Chào mọi người, giờ dạ. Chuẩn bị đi câu nha. Gọi là này là kêu bằng kiểu câu. Dạ, mình kiểu câu giờ đang phải là thép. Gấp như hổ thép. Thép hay là kiểu gấp hoặc là kiểu đang gấp lưỡi chuẩn bị quánh cho một chặt thêm à. Đây nè. Đặt cái bàn ở trên đây nữa nha các bạn. Trước mũi nữa. Chào mà quay không tới. Giờ là mình kiểu câu là mình chạy ghe uống trà nha, uống trà ăn chuối. Ăn chuối thì sao mày xuống quay luôn con gà luôn. Đang của xe, đi thôi kia chú tổ gặp luôn mà nó để chút xíu nữa xong nó vô. Này gọi anh. Ủa? Rồi rửa chưa xong nó đưa chạy về chỗ kêu. À thôi kêu tổ nhân của chỗ kêu. Kiếm anh đang đi đó, để anh đi được hay không đó anh Ngân. Anh quýt xong rồi mình kéo từng lưỡi cực lắm nha bạn. Nói đi em bắt gà ở nhà em còn giúp hai con luôn á. Ôi chi. Còn giúp hai con ở nhà luôn á. Nó đủ củ ăn quá trời xịn luôn anh em ơi. Má gác đầy sâu cũng có nó dính. Mà mình cũng gỡ cái gạch trên đầu mà còn sạch vậy á. Thôi để bây giờ mình đi xuống dưới tới lúc bữa câu mình sẽ quay tiếp cho các bạn nha. Giờ mình cũng buồn câu mình. Giờ bắt đầu kéo câu nha anh em. Nay mình quýnh đâu hình như là nhiều câu lắm, cỡ ngàn mấy câu. Nay quýnh cả thiên câu nên mình làm tiếp hơi có hơi bị dài. Các bạn nhớ theo dõi nha, tại vì có thể mình sẽ làm hai clip để quýnh từng câu rất là dài. Nhiều khi những giai đoạn dính cá nhỏ mình quýnh khi nào mình quay lắm. Như có một clip mình mới đăng lên dính cá thiệt không sao ký gian đang quay nhiều. Nay đi theo ghe của cậu Ngân nên cố gắng quay nhiều chút. Đây, lên câu. Sao nó trao dính thiệt. Cá nuôi được không ta? Đâu, con cá cái gì cậu giỡn cơ cậu. Hả? Cá sát bụng cá nuôi được nè. Đầu tiên nha các bạn. Chồng hết đầu hết giết ra rồi.
rồi chắc nuốt lắm quá. Mày nuốt gì đó nó dột lưỡi luôn đó. Chắc ăn lâu quá. Mày bị đấy. Không biết gì đâu, không kỹ nó chặt. Con lại chạy chắc nó đứt luôn. Hơi luôn mà nặng không à, tưởng dính tôi mũ không à. Một gai là nó lắc à. Thôi tự nhiên thấy con cá nó nổi lên hết hồn. Cái nó sừng lên làm như cá mập. Giống này mình chỉ quay lên cá rồi nhồi gãy cá rồi không mình gãy nữa mà. Chết à. Có gì ạ? Lúc nãy tôi chụp dính cá nằm gãy. Có hàng bỏ ra luôn á. Đó. Ôi mèo. Trong xanh luôn. Nước này trong tươi bằng cái bổ bánh bên kia. Đúng rồi, cái bữa trong hơn nữa. Cái bữa mà đặt con quay phải không? Ờ đúng rồi. Bữa quay bằng điện thoại. Bữa mà gió hì hì á. Đúng rồi. Bữa gió nhiều á. Giờ tôi đi qua đảo em. Dạ. Luôn ha. Bữa nay đánh thử nhiêu câu rồi dính cá bổi bằng bữa con cậu quýnh không cậu? Tại nó chữ trời nó mè nó bị cao rồi chua. Tại nó chữ trời quá trời. Mày ăn được. Nó hổi. Cái dịch chân chân. Đó, nổn. Còn chú cá út. Có chứng chắc là luôn.
Má lên tới đây chưa sức nữa. Đâu có, vợ cháu nó chạy trước thuộc, cũng kêu cậu không giúp chậm. Để hết thân. Dầm mưa tôi quay cho các bạn coi luôn quá. Mưa quá anh em ơi, hết quay được anh em. Thì nào có cá bự quay cho nghe. Quá trời mưa luôn. Oh.
không không à. Nói chung là nó chui nghe là phải giật mình. Vòng á, nãy dính góc ghe lại nữa. Sát bụng. Tại sao kêu nó là sát bụng cậu? Cậu. Con nó hồi nào lên cái bụng. Cái bụng cũng bự cả như là kêu sát bụng không rồi hả? Cái bụng. Dạ. Lưới. Cá nó hồi nào nhỏ bụng bự nó ăn cái gì ăn suốt luôn rồi vậy. Ta hết sò đó. Ăn cái gì nó bụng nó bự hoài vậy. Ăn lắm các bạn ơi, quýnh rất là nhiều câu với dính được lượng cá như vậy á. Liên kỳ bẻ ra cái bảo luôn được nè.
trời. Nghe anh em, ba con này nghe, ba con này nghe. Trời ơi, con này rất là mạnh. Trời ơi. Cá này nãy chị bị ra làm giận luôn rồi. Ba con nghe các bạn. Chị không có dám nghĩ nha. Nè, nãy giờ được nhiêu đâu đây các bạn. Không cái thao giặt đồ bụi trái nha. Đây không có giặt đồ rồi à. Đây không có giặt đồ. Mà tưởng tượng như là vậy nha các bạn. Bị nay mình quýnh câu rất là nhiều. Nhiêu đó chắc tạm chắc chưa được nửa câu nha các bạn. Nếu mà video mình quay có dài quá thì mình có thể là cắt ra làm hai đoạn nha các bạn, tại vì mình không có up bằng điện thoại nên không có up được video dài, dài quá up rất là lâu, các bạn nhớ thông cảm. Kè quá mà không có quay kịp. Cá mình lại nói con cá gì. Con cá bánh cúng chả luôn. Đâu nhìn chung mình gạch á. Tôm chết luôn hay gì vậy? Không. Được rồi, chết luôn rồi chứ. Cá, cá. Chết
gì? Lộn. Làm hết rồi không cầm máy quay không kịp luôn chứ. Ê, thấy phòng trống nha. Bạn ngon phòng trống luôn á. Nguyên cái tàu lá ăn thủng. Bây giờ cá nhỏ nhỏ mình không quay cho các bạn ơi. Nãy giờ toàn cá phè cá út không à. Đó, cá phè cá nhỏ nhỏ mình phép không có quay. Chưa chưa gần tới rồi đó, có chắc mình mới nói vậy. Mở bên túi sức này chuẩn bị đổi cầu thủ, chuẩn bị đổi cầu thủ, cầu thủ không bị rồi đó. À, cậu mình là cũng như là kéo nãy giờ hơn nữa là câu chốt đầu á, nó đen dữ lúc tới giờ nãy giờ rồi à. Lấy dò xong nghe anh em ơi. Dạ kéo xong rồi nha. Một tao bự dạ. Một lỗ bự dạ. Con này là 5kg ngọt luôn. Ở đây là 4kg. Dạ mẹ đổng đổng được 5-60 con đi nha các bạn. Cái cá này nướng thì hết sản. Để nó hoa bự cho sơm. Xong mà thử ra. Xong rồi đã bắt lên chân rồi. Rồi đây là số cá út cá ngát. Mấy con cá ngát thử với liệu. Con này 4kg không cậu? Chắc cũng thịt đó. Mập quá em. Hết thân cái bụng. Bụng này chắc bụng mắm không á. Rồi tạm biệt các bạn nha. Trời về đây sáng rồi.